Chào mừng các bạn đã quay trở lại với chuyên mục đập hộp laptop mới cùng Đúng Laptop. Hôm nay mình sẽ đập hộp một mẫu laptop gaming. Nó đang không có trước mặt mình, mình xin bí mật một tí. Nhưng mình gợi nhớ một chút kỷ niệm về sản phẩm gaming này. Cách đây 1.5 năm thì sản phẩm HP Omen chắc chắn là nhiều anh em mong muốn sở hữu mà nó rất ít hàng ở Việt Nam, cho nên chúng ta không thể sở hữu được. Hôm nay sản phẩm này sẽ thay thế HP Omen của năm 2021. Đây, đó chính là HP Victus. Anh em hãy cùng mình đi vào đập hộp khám phá sản phẩm này xem có những gì đặc biệt các bạn nhé. Như mình vừa nói là sản phẩm HP Victus này nó thay thế Omen, bởi vì sao? Bởi vì Omen bây giờ nó không sản xuất nữa, nó không xuất hiện ở Việt Nam nữa. Theo mình tìm hiểu thì HP Victus này nó có kiểu dáng giống y như Omen. Liệu rằng sản phẩm HP Victus này của năm 2021 nó có thay thế được Omen của năm 2020 mà đã hot hit đình đám một thời không? Các bạn hãy cùng mình nhé. Đây, mình xin giới thiệu. Trước tiên giới thiệu là cái sản phẩm HP Victus này nó có một cái hộp rất là to, bởi vì màn hình của nó là 16.1 inch các bạn nhé. Đây, sản phẩm còn nguyên seal. Cái seal của dòng HP ấy, của hãng HP thì người ta sản xuất seal nó rất là tỉ mỉ một chút, chứ không như Dell. Vì là Dell thì nó giống y như kiểu là một lớp băng dính thôi. Mình bên mình đã khui seal và có rất nhiều bạn bảo rằng là nó giống như băng dính, bên shop hay là dán băng dính vào để khui. Nhưng mà bên mình hoàn toàn 100% là tất cả các máy mới về bên mình tự khui seal và tự bóc hộp các bạn nhé. Bạn nào mà muốn tự tay khui seal có thể đến trực tiếp shop để khui seal. Đây, mình giới thiệu, đây là seal của HP này. Để bắt đầu mình giải nhé. Khá là to, nó không phải là màn 15.6. Cấu hình phiên bản này mình đang có đó là chip Core i5-11400H, RAM 8GB SSD 256. Sắp tới bên mình sẽ về thêm phiên bản Ryzen 5-5600. Thì các bạn hãy trông chờ vào cái số tiếp theo, khi mà sản phẩm phiên bản Ryzen 5 xuất hiện. Sạc 200W các bạn nhé, sạc ô vàng cực kỳ xịn này. Tình nguồn HP đóng hàng rất tỉ mỉ. Đây, máy đã xuất hiện, một màu xanh nước biển, xanh ngọc, khá là đẹp. Không biết là thiết kế thân vỏ là chất liệu gì. Mình đi bóc nhé, đây các bạn nhé. Pad, pad của HP này, đây, HP sản xuất rất tỉ mỉ nhé. Từ pad cho đến seal đều rất tỉ mỉ. Wow, các bạn thấy không? Nó có giống HP Omen không? Màu này mình thấy rằng nó sang trọng hơn HP Omen rất là nhiều. HP Omen là một màu đen, nhưng đây là màu xanh ngọc, cực đẹp. Logo này to vật vã luôn. Mình bắt đầu đi kích hoạt Win nhé, để kiểm tra nào. Đây, cho các bạn chiêm ngưỡng bàn phím giống y Omen, màu đẹp hơn. Trackpad to chưa? To như trackpad của MacBook. Phím nguồn ở đây. Ok. Màn 16.1 nó cũng chỉ gọi là nhỉnh hơn 15.6 inch một xíu thôi, bởi vì viền màn hình nó thiết kế rất là nhỏ gọn. Hạn chờ xíu nhá, kích hoạt. Rồi, mình bắt đầu mình kích hoạt các bạn nhé. Ở đây là sẽ có Win bản quyền đi kèm máy. Lúc chờ đợi thì mình đi khám phá nhanh xem nào. Về bàn phím này, bàn phím của Victus này thì nó giống y như Omen rồi. Nhưng mà ở phiên bản này mình thấy rằng là nó không có nét phím RGB các bạn nhé, chỉ là nét phím trắng thôi. Màu sắc thì rất là đẹp. Thiết kế đây, bản lề hai bên này. Với cả bản lề này mình thấy rằng là nó sẽ không được chắc chắn lắm đâu. Tí nữa mình sẽ vào khám phá để xem là cái bản lề này nó có ok không. Trackpad rất là to các bạn. Mình thấy là rất mê cái trackpad này. Just so you know, okay. Connecting. Rồi mình sẽ tua nhanh một tí nhé. Next step, the legal step. Ok, máy đã kích hoạt Win xong các bạn nhé. Máy kích hoạt Win rất là nhanh, bởi vì là tất cả những cái
máy đời mới bây giờ đều được trang bị ổ PCIe, ổ SSD PCIe rồi. Mình đi xem cấu hình à. Core i5 Gen 11 11400H 2.69GHz, RAM 8GB. Ok, chuẩn cấu hình rồi. Xem cái màn này nó là màn trang bị. Xem màn hình được trang bị màn bao nhiêu hertz nhé. Ôi, màn có 60Hz thôi. Màn có 60Hz thôi các bạn. Một chiếc màn này như thế này thì khá là yếu. Trên sản phẩm Ryzen 5 thì màn của nó là 144Hz. Màn cực kỳ ngon. Rồi, ok. Loa cũng khá to các bạn nhé. Mình vừa khám phá loa thế nữa. Với cái mức loa này thì các bạn giải trí rất là ok. À, sản phẩm này được loa thì được thiết kế ở trên giải này. Trên này luôn. Thì do âm thanh nó gần tai nghe người dùng thấy rất là tuyệt vời. Ok. À, màn hình này có độ sáng là 250 nits thôi các bạn. Một mẫu gaming mới ra thì nó gọi là phổ thông. Dòng này gọi là phổ thông chứ chưa được dòng cao cấp của Vistor này. Nào xem Vega rời sản phẩm này. Là 3050 các bạn nhé. Vega 3050 RTX 3050 4GB. Với cái card đồ họa này thì những cái tựa game của năm 2021 này thì nó cũng cân tốt. Để khám phá về cái hiệu năng của cái RTX 3050 này thì mình sẽ trải nghiệm các tựa game ở trên này để xem là hiệu năng nó như nào để giới thiệu đến các bạn nhé. Bây giờ là bước tiếp theo, là bước này mình rất là thích, đó chính là khám phá nội thất. À, mình tắt máy đi và tháo máy. Yeah. Ok, mình đã tháo rồi các bạn nhé. À, mặt đáy của máy là nhựa các bạn nhé. Trên này là nhôm, trên này là nhôm. Mặt A, mặt mâm phím là nhôm. Thì cái chất liệu nhựa này nó rất là cứng, rất là chắc. Vừa nãy mình mở mãi mới ra đấy. Cực kỳ cứng, chắc chắn là cũng dễ rất là xịn. Đây, okay. Đã xuất hiện. Đầu tiên mình vẫn phải tháo pin này. Wow, khả năng nâng cấp cũng rất là tốt đấy. À, hiện tại thì HP Victor này đang dùng 2 thanh 4GB. Hãng sản xuất bây giờ tất cả những cái máy đời mới bây giờ ấy, thì khi mà RAM 8GB thì phần lớn là người ta sẽ cắm hai que RAM 4GB để chạy đua trên L để cho cái hiệu năng của máy nó sẽ tối ưu nhất. Nên là anh em nào mà nâng cấp thì chắc chắn chúng ta sẽ phải bỏ 2 thanh 4GB này rồi. Đấy, nó cũng là một cái hạn chế. Đây là cái thanh đồng này là tản nhiệt cho SSD các bạn nhé. Hiện tại đây 256 đang nằm dưới đây. Ở đây còn một sẵn trống một khe để chúng ta nâng cấp được ổ NVMe nữa. Tản nhiệt đây, tản nhiệt rất là tốt, quạt rất là to. Hai ống đồng. Cụm tản nhiệt này rất là rộng các bạn nhé. Nó ôm cả đến xuống cả Wi-Fi luôn. Cái Wi-Fi đời mới này thì mình thấy rằng là rất nhiều máy các bạn có kêu là hay bị lỗi. Nhưng mà trên HP này người ta sản xuất là ôm cả tản nhiệt xuống phần Wi-Fi này thì nó tản nhiệt cho cả Wi-Fi thì chắc chắn là sẽ thấy khá là tốt. Pin 70Wh 4 sao. Khá là ngon đấy. Dung lượng lớn. Hai pin này là hai giải loa các bạn nhé. Phần bản lề sẽ được ôm chọn gì đây. Mình sẽ trải nghiệm thực tế hơn, nhiều ngày hơn để xem là cái bản lề này nó có ok không để mình review cho các bạn. Rồi, ok. Khả năng nâng cấp thì cũng rất là tốt rồi. Bây giờ mình sẽ đóng máy và mình bắt đầu mình trải nghiệm từ bây giờ đến vài hôm nữa để mình có cái nhìn khách quan nhất, sẽ đưa ra số trải nghiệm để cho các bạn cùng xem và xem là cái sản phẩm này có phù hợp với mình không. Các bạn hãy chờ số đánh giá của bên mình nhé. Bây giờ mình sẽ đóng hàng lại. Ok. Vâng, vừa rồi là màn khám phá nhanh của chiếc HP Gaming Victus mà mình vừa giới thiệu đến các bạn. Sau khi khám phá nhanh thì mình thấy rằng là trên sản phẩm này nó cũng có một vài ưu điểm và một vài nhược điểm. Để tìm hiểu sâu hơn và kỹ hơn, mình sẽ dùng trải nghiệm và sẽ ra số đánh giá chi tiết sớm nhất cho các bạn để các bạn có cái nhìn cả quan nhất. Sau đây mình xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các những số đập hộp laptop mới cùng đúng laptop. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.